Xin chào các bạn, Hiếu đang ngồi trên chính băng ghế 2 mà cặp ghế VIP Hiếu vừa mới độ xong cho vị khách hàng của chúng ta. Đó, đây là cặp ghế VIP có massage, có mát ghế và sử dụng bộ công tắc mạc luôn. Dĩ nhiên là có cổng sạc điện thoại ở phía bên ngoài của mỗi ghế luôn các bạn nha. Và Hiếu làm cái băng ghế 2 này, chọn cái màu da theo cái màu ghế da của khách luôn, để chúng ta khỏi phải mất một khoản chi phí để trang bị bọc da luôn cái băng 1 và băng 3, trong khi cái da của chúng ta vẫn còn tốt. Và ghế này dập lỗ bên trong bởi vì có massage và mát ghế các bạn nha. Massage thì trang bị luôn vai, mông, lưng, đùi, từ cái phần ngồi cho tới cái phần dựa lưng, và mát ghế cũng vậy luôn. Mát ghế là có những cái hơi mát lấy từ gió lạnh của xe để thổi lên. Khi mà ghế mà chúng ta trang bị này, chúng ta ngồi chúng ta cảm thấy nó rất là mát mẻ, rất là đã các bạn ạ. Nó không có bị nóng giống như thường thường quý khách hàng chúng ta hay diễn tả đó. Và ưu điểm của dòng da Nát 3 này là da láng và rất là dễ vệ sinh. Ở phần dính giữa này thì Hiếu sẽ trang bị cho quý khách hàng một cái con ngựa. Con ngựa bên đây sẽ có khay ly các bạn ha, đựng được hai cái cốc ly ở đây nó. Và đây có thêm một cái cổng USB để chúng ta có thể sạc điện thoại nữa các bạn nha. Nó, và các bạn biết ở trong cái ở phía sau này, thường thường Hiếu làm á là cái học đồ phía sau, nhưng mà cái xe này đặc biệt hơn, đó là Hiếu trang bị luôn cái tủ lạnh ở trong đây luôn các bạn nha. Đó, tủ lạnh này thì không lớn đâu các bạn nha, tủ lạnh này là 8 lít thôi. Tuy nhiên á là cái chai này 330 mi thì nó nằm cũng cao luôn, còn một khúc nữa thì mới tới trên cái miệng này, cho nên là cái này sử dụng được chai nửa 500 mi được, có nghĩa là nửa lít đó. Thì đây là 2, 4, 6, 8, khoảng 10 chai đó các bạn, khoảng 10 chai nước. Và đây là cái tủ lạnh, thành ra quý khách hàng chúng ta có thể để được những cái thức ăn mà chúng ta muốn đông đó, khi mà chúng ta đi chơi cùng gia đình chúng ta cũng có thể để được ở đây ha. Hoặc là nem chả rồi chúng ta muốn để lạnh không có bị hư thì chúng ta vẫn có thể để được ở trong đây các bạn nha. Và tắt mở tủ lạnh thì chúng ta cũng có cái công tắc để chúng ta trang bị nằm ở chỗ này ha. Và nó có cái đồng hồ nhiệt độ luôn các bạn nha, thì chúng ta có thể tăng giảm cái nhiệt độ tùy theo chúng ta muốn cái độ đông lạnh của cái tủ mình bao nhiêu. Thì chúng ta trang bị ở chỗ này có hai cái dải led hai bên, nhìn ban đêm nó vô rất là đẹp các bạn ha. Đặc biệt là nó ánh hửng từ cái này, nó ánh ra cái phần mép ghế của chúng ta làm rất là đẹp. Và chính giữa này thì Hiếu cho ốp vân carbon luôn các bạn nha. Hai bên là sơn đen bóng, nó đen bóng làm tổng thể cái phần ở dưới này là bọc da đẹp lắm. Gia đình ít người, thành ra vị khách không có mong muốn sử dụng cái băng ghế sau, tuy nhiên là Hiếu vẫn để như vậy luôn để không có ảnh hưởng gì, hoặc là lúc nào kẹt kẹt người thì chúng ta vẫn sử dụng được các bạn ha. Và để đi vào cái băng 3 thì Hiếu vẫn có cái lối đi cho khách hàng này. Dĩ nhiên là cái lối đi thì chúng ta chỉnh ghế ra phía trước và chúng ta chỉnh cái dựa lưng thẳng lên để có một cái khoảng rất rộng chúng ta đi từ cái lưng của ghế băng 2 đi vào băng 3. Rồi còn bình thường thì vị chủ tịch của chúng ta vẫn ngồi rất là thoải mái khi ở phía trước chúng ta rất là rộng rãi, chứ không có bị chật hẹp gò bó các bạn nha. Nó còn rất là rộng nó. Và khi mà chúng ta ngã lưng ra như vậy, cái ghế của chúng ta sẽ có công năng ngã được 180 độ luôn các bạn nha, sẽ ngã được rất là nhiều về phía sau. Những lúc chúng ta nằm đó thì chúng ta bật cái gác chân lên, cái nâng chân lên, độ cái ghế của chúng ta là chỉnh điện hết các bạn nha, chỉnh điện tới lui và ngã lưng. Bây giờ Hiếu nâng cái chân lên nữa nó, thì như vậy Hiếu đảm bảo với các bạn ở tư thế này nó rất là sướng đó, rất là thoải mái, ở cái tư thế thoải mái nhất đó. Nếu mà chúng ta sát hơn nữa thì nó cũng chưa chắc là nó nằm đã hơn ở tư thế mà nó hơi ngửa lên như thế này đâu nó. Và cái gác chân lên này nữa thì Hiếu nghĩ là chúng ta thoải mái mà chúng ta nghỉ ngơi, đặc biệt là đối với những vị khách nào chúng ta hay sử dụng bằng xe trong quá trình đi làm, trong quá trình đi công tác nó, thì cái phương án độ như thế này rất là tiện ích dành cho quý khách hàng của chúng ta. Và ghế có trang bị gối đầu cúp luôn các bạn, thì nó rất là tiện ích để chúng ta khi nó nằm luôn. Và cái gối đầu cúp này rất là được lòng của quý khách hàng thay vì chúng ta chọn một cái gối đầu đứng thì quý khách hàng đa số là chọn gối đầu cúp như thế này, bởi vì nó chứa được nguyên cái đầu và cái cổ luôn, nó rất là dễ. Và dĩ nhiên cái gối đầu này chúng ta
kéo ra kéo vô lên xuống được các bạn nha, thấp cao được. Và vừa rồi là những chia sẻ của Hiếu về gối độ hai ghế VIP dành cho dòng xe Everest đời 2019. Quý khách hàng nào chúng ta có những dòng xe tương tự thì hãy liên hệ với trung tâm BK qua số điện thoại hotline 1800 9254. Ở đây chúng tôi có rất là nhiều mẫu ghế để cho quý khách hàng có thể lựa chọn trải nghiệm từ những cái tính năng của ghế để những cái dòng ghế nào nó phù hợp với mình, cũng như là chọn những cái mẫu da nào để nó phù hợp cho quá trình mà chúng ta chuẩn bị để nâng cấp, chuẩn bị để trang bị cho dòng xe của mình. Cảm ơn quý khách hàng rất nhiều. Hẹn gặp lại trong chương trình video lần sau.